Thưa quý vị và các bạn thân mến, trong buổi sáng ngày 3 tháng 6, trên mạng xã hội xôn xao với thông tin về sự biến mất bí ẩn của sư Minh Tuệ và khoảng 70 người theo ông sau một đêm trú ngụ ngoại ô thành phố Huế. Cộng đồng mạng đưa ra nhiều giả thiết, liệu ông đã chọn ẩn tu hay có chuyện gì khác xảy ra. Tin tức lan truyền, dấy lên nhiều luồng ý kiến trái chiều. Một số người lo ngại ông có thể đã gặp nạn, trong khi những người khác tin rằng đây là quyết định tự nguyện của ông theo lời khuyên của nhà chức trách. Đến chiều cùng ngày, trang web chính thức của Ban Tôn giáo Chính phủ Việt Nam đưa ra thông báo, sư Thích Minh Tuệ, hay còn gọi là ông Lê Anh Tú, đã quyết định tự nguyện dừng việc đi bộ khất thực. Ông Tú không phải là tu sĩ Phật giáo chính thức mà chỉ là một người dân đơn thuần tu tập theo lời dạy của Đức Phật. Thực tế, ông Tú đã dành nhiều năm để tự tu, thực hành hạnh khất thực. Ông từng 3 lần đi bộ từ Nam ra Bắc và ngược lại mà không vấp phải trở ngại nào đáng kể. Năm 2024, trong lần đi bộ thứ tư, ông bắt đầu hành trình từ Khánh Hòa và lên tới Cao Bằng, Hà Giang. Trong quá trình trở về, sự tập trung đông người đi theo đã gây ra ảnh hưởng không nhỏ tới an ninh và cảnh quan môi trường. Sự việc trở nên nghiêm trọng hơn khi một người đàn ông trong đoàn bị sốc nhiệt và tử vong. 2 người phụ nữ khác cũng suy kiệt sức khỏe nghiêm trọng. Các cơ quan chức năng sau đó đã gặp gỡ và trao đổi với ông Tú, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đảm bảo an toàn cho người dân và sự ổn định xã hội. Nhận thức được tình hình, ông Tú đã tự nguyện dừng việc đi bộ khất thực. Sự kiện này dù đã kết thúc, nhưng để lại nhiều bài học sâu sắc về trách nhiệm và quyền lợi của người dân trong việc thực hành tín ngưỡng và tôn giáo, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tuân thủ pháp luật và thuần phong mỹ tục của dân tộc trong mọi hoạt động tôn giáo. Thưa quý vị và các bạn thân mến, có một người hỏi thầy Minh Tuệ, thưa thầy, tại sao thầy không tu ở chùa mà lại phải đi lang thang khất thực như thế này cho khổ? Thầy trả lời, phải đi ra ngoài tiếp xúc với thế gian mới xả đi được hết cái sân si của mình. Ở trong chùa thanh tịnh vắng vẻ, cũng ba y một bát, nhưng tính chất nó khác, không tiếp xúc với ai, không va chạm với thế gian, thì làm sao biết mình đã hết sân, hết si? Ra ngoài nắng mưa, người ta chửi mắng, đánh đập, khen chê, khi xin cơm, thì có người cho người không, phải chịu đắng cay tủi nhục mới rũ bỏ được hết tham sân si, đi tới chánh đẳng chánh giác. Ở trong nhà mà bảo tôi đã hết sân si rồi thì làm gì có tiếp xúc với ai đâu mà nổi sân si, làm gì có ai tới phá phách va chạm gì đâu mà sân si. Phải ra ngoài, phải biết khổ đau thì mới thoát được khỏi khổ đau. Phải đi tới tận cùng của cái khổ rồi thì sẽ không còn gì có thể làm cho mình khổ nữa. Thưa quý vị và các bạn thân mến, có lẽ mọi người đã từng nghe về những trải nghiệm cận tử. Nhưng câu chuyện của sư Minh Tuệ có một chút khác biệt. Khi còn là một thanh niên, thầy đã trải qua một sự kiện hiếm có, đó là bị sét đánh trực tiếp và tưởng chừng như đã mất mạng. Trong những khoảnh khắc tưởng chừng như đã rời bỏ thế giới này, thầy đã có những trải nghiệm vô cùng đặc biệt. Thầy miêu tả rằng, sau khi bị sét đánh, thầy đã cảm thấy như linh hồn mình đã rời khỏi cơ thể và bắt đầu lơ lửng trong một không gian trống rộng, nơi mà thầy có thể nhìn thấy mọi thứ xung quanh, nhưng không ai có thể nhìn thấy mình. Trong không gian đó, thầy nhận ra rằng, mặc dù cơ thể mình đã không còn sự sống, nhưng tâm thức và nghiệp của thầy vẫn tiếp tục tồn tại. Điều này đã mở ra một cái nhìn mới mẻ về cái chết và sự vĩnh hằng. Thầy đã hiểu rằng cái chết không phải là kết thúc cuối cùng, mà là một sự chuyển tiếp sang một thể thức khác của sự tồn tại. Và trong những phút giây đó, thầy nhận ra rằng sợ hãi cái chết chỉ khiến chúng ta không thể sống trọn vẹn cuộc đời mình. Khi thầy quay trở lại cuộc sống này, thầy đã mang theo một sứ mệnh mới. Thầy quyết định đi tu và dành phần đời còn lại để tìm hiểu sâu hơn về sự sống, cái chết và quá trình tái sinh. Thầy học cách từ bỏ dục vọng, từ bỏ tham sân si và tiến tới một cuộc sống đạt được sự giác ngộ, nơi mà không còn sự sinh tử bị ràng buộc bởi nghiệp lực. Sư thầy Minh Tuệ đã trở thành một người thầy đáng kính trong cộng đồng, không chỉ vì sự khiêm nhường mà đó còn là lòng từ bi vô bờ của thầy. Câu chuyện của sư Thích Minh Tuệ nhắc nhở chúng ta rằng, dù trong cuộc sống có bao nhiêu khó khăn, thử thách, thì chúng ta vẫn có thể tìm thấy bình yên nội tâm. Đó không chỉ là một câu chuyện về tôn giáo hay tâm linh, mà còn là một bài học về cách chúng ta đối mặt và chấp nhận sinh tử trong cuộc sống của mình. Thưa quý vị và các bạn thân mến, trong những ngày này cư dân mạng không khỏi xôn xao bàn tán cách tu tập theo lối khổ hạnh của thầy Thích Minh Tuệ. Mặc dù không phải tu sĩ Phật giáo, không tu tập và không là nhân sự của bất kỳ ngôi chùa, cơ sở tự viện nào của Giáo hội Phật giáo Việt Nam, nhưng nhiều người vẫn gọi thầy Thích Minh Tuệ là sư, là thầy.
Hình ảnh có thể nói là rất ấn tượng đầu tiên, khi mọi người nghĩ đến thầy Thích Minh Tuệ đó là hình ảnh thầy đi bộ bằng chân đất, luôn mang theo mình một chiếc bình bát từ lõi nồi cơm điện. Bộ đồ thầy mặc thì được làm từ các mảnh vải vụn chất vá, ngày chỉ ăn một bữa, chỉ nhận đồ ăn, nếu ai bố thí, tối ngủ gốc cây, hoặc nơi nhà hoang, nghĩa địa. Thầy cũng không thuyết pháp, không nhận cúng dường. Thầy cũng không tự nói về bản thân, chỉ khi nào được hỏi thì mới chia sẻ về hành trình tu tập của mình. Chẳng ai biết thầy là ai, chỉ biết thầy tự xưng là Minh Tuệ. Có người gặp thầy trên đường thì chắp tay chào và tặng đồ ăn, thức uống. Có người lại bảo thầy điên khùng, hành xác dị hợm, chẳng giống ai. Có người cho rằng thầy là bậc chân tu giữa thời mạt Pháp, khi sư chùa trở thành nơi buôn thần bán Phật. Nhưng cũng có người nghĩ thầy giả tu, không phải nhà sư, mà chỉ là lấy pháp danh để tạo hình ảnh trên mạng xã hội. Có người tôn kính ngưỡng mộ, thậm chí sùng bái thầy như một vị Phật sống, và cũng không ít kẻ chê bai, cười nhạo, nghi ngờ, thậm chí phỉ báng. Theo thông tin được chia sẻ trên mạng xã hội, thầy Minh Tuệ tên thật là Lê Anh Tú, sinh năm 1981 ở tại xã Kỳ Văn, huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh. Trong gia đình thầy có 4 anh em, 3 người con trai và 1 người con gái. Và thầy là người con thứ hai trong gia đình. Năm 1994, cách đây hơn 30 năm, thầy cùng gia đình chuyển từ Hà Tĩnh vào Gia Lai sinh sống, lúc đó thì thầy cũng chỉ là cậu bé 13 tuổi. Theo lời bố của thầy kể lại, thì thầy là người con trai hiền lành, hiếu thảo, nên được mọi người quý mến. Học xong phổ thông, thầy đi bộ đội chừng 3 năm. Sau khi xuất ngũ, thầy theo học trường trung cấp lâm nghiệp Tây Nguyên, tốt nghiệp thầy làm công tác đo đạc địa chính cho một công ty tư nhân ở Phú Yên. Trong thời điểm này thầy đọc rất nhiều kinh sách Phật Pháp và đã ăn chay và tu tại gia. Lúc đó gia đình thầy cũng khá lo lắng vì không thấy thầy có bạn gái, tâm tư cũng không muốn lập gia đình. Bố của thầy kể lại, gần 10 năm về trước thầy thích đọc sách về Phật Pháp nên phát nguyện đi tu. Lúc ấy bố thầy nói đi tu rất khó khăn, nhưng nếu đã quyết thì phải tu trọn vẹn, không được phá giới, phải chân cứng đá mềm, không tham lam sân si. Lúc đi thầy để lại cho bố một cái đồng hồ, điện thoại, tủ lạnh và 8 mét vải màu vàng. Bố thầy còn chia sẻ thêm rằng, khi thầy sinh ra, thì bị đẻ rơi ngoài đường, do lúc ấy mẹ thầy đi làm ruộng, nên về nhà không kịp. Từ nhỏ thầy đã có lòng từ bi với mọi người, không bao giờ muốn làm ai buồn lòng. Ai thầy cũng xem là cha mẹ, phải học hỏi. Năm 2015, thầy xuất gia đi tu tại một ngôi chùa với pháp danh là Thích Minh Tuệ. Sau đó, thầy nhận ra rằng môi trường không phù hợp, và đã phát nguyện theo đuổi phương pháp tu đó là tu 13 hạnh đầu đà và đi bộ khất thực từ Bắc chí Nam từ năm 2017 cho đến nay. Chúng ta biết rằng thầy Minh Tuệ chọn phương pháp tu tập là bộ hành và khổ hạnh. Bộ hành là một truyền thống quen thuộc trong Phật giáo, không lạ lẫm khi một người tu hành thực hiện nó. Ngay từ thời Đức Phật, Ngài đã cùng các học trò khất thực khắp nơi. Đến nay vẫn có một phái như thế gọi là phái khất sĩ. Cách của thầy Minh Tuệ không có gì đặc biệt, cũng không có gì lập dị. Khổ hạnh cũng là một thực hành Phật giáo quen thuộc, tức là mặc áo vá, ngày ăn một bữa, tối ngủ dưới gốc cây, hoặc nơi nhà hoang, không nhận tiền cúng dường, hước từ mọi tiện nghi và hưởng thụ. Ở các nước theo Phật giáo nguyên thủy, không ai xa lạ với điều này. Thầy Minh Tuệ không phải là người đầu tiên và cuối cùng thực hiện phương pháp tu tập này. Những phương pháp tu của thầy gợi mở cho chúng ta cái nhìn gần hơn về cuộc sống của Đức Phật và tăng đoàn trong quá khứ. Mặc dù mình thì chưa gặp thầy Minh Tuệ bao giờ. Nhưng xem kỹ một số clip trên mạng thì thấy thầy đang thực hành đúng theo hạnh đầu đà. Khuôn mặt thầy gầy gò, da đen, nhưng rất sáng, cách nói năng giản dị, mộc mạc, chân thành, và khiêm nhường. Thầy không thuyết giảng những gì cao siêu huyền bí của đạo Phật. Nếu ai đó hỏi về phương pháp tu tập, thầy luôn nói về việc giữ giới. Điều đó rất đúng với lời Phật dạy. Trước những cử chỉ tôn kính của người đời, thầy luôn khiêm hạ đáp lễ, không bao giờ xưng là thầy, và luôn nói mình đang tập học. Một vị khất sĩ đang trên con đường tu học, chưa chứng đắc nhiều, lại trở thành hiện tượng được nhiều người dân trân trọng tôn kính. Theo mình, lý do căn bản là vì thầy đã giữ giới, sống thiểu dục, khiêm hạ, không nhận tiền, không nhận vật thực cúng dường khi bình bát đã đầy thức ăn, lấy việc tu thân, tu tâm làm sự nghiệp cho mục đích tối thượng của đạo giác ngộ, giải thoát. Hình ảnh giản dị của thầy Minh Tuệ gợi cho chúng ta liên tưởng đến hình ảnh tăng đoàn của Đức Phật cách đây hơn 2.000 năm, khi đi khất thực. Nó càng trở nên đẹp và ấn tượng khi thực trạng Phật giáo ở nước ta bây giờ đang có những vấn đề cần suy nghĩ. Hơn 2.000 năm trước Đức Phật Thích Ca Mâu Ni dự ngôn rằng nhân loại sẽ đi vào thời mạt Pháp, nghĩa là con người không còn Pháp trong tâm, để kiềm chế bản thân, điều xấu nào cũng dám phạm, dẫn đến đạo đức ngày càng suy đồi. Trong suốt hơn 6 năm, Thầy Thích Minh Tuệ đã đi bộ hàng ngàn cây số khắp mọi miền đất nước.
Hành trình ấy đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng người mọi người. Đó không chỉ là việc tu tập cá nhân, mà còn là sứ mạng lan tỏa Phật Pháp đến với cộng đồng, lan tỏa tinh thần yêu thương và giác ngộ đến với mọi người. Những câu chuyện về sự kiên trì, ý chí và lòng nhân ái của Thầy đã truyền cảm hứng cho nhiều người, khơi dậy niềm tin và hy vọng trong cuộc sống trong mỗi chúng ta ngày nay. Đến đây mình xin tạm dừng video tại đây, hẹn gặp lại quý cô chú anh chị và các bạn trong những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.